Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 20 đô la cái token Falcana. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo chọn start này. Rồi chọn join airdrop. Và đây thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ, join vào group Telegram. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn loại I'm not a bot. Chọn OK và quay trở lại này. Rồi tiếp vào channel này. Rồi, quay trở lại. Sau đó thì sẽ follow Twitter, like, retweet bài đăng. Bấm chọn theo dõi. Rồi, sau đó thì sẽ like và retweet bài đăng. Quay trở lại. Rồi tiếp vào kênh Discord. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào dấu tích này cho mình. Tiếp tục chọn tên lửa này, chọn Việt Nam này, chọn like này. OK, quay trở lại. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào kênh liên kết của nó nhé. Và cuối cùng mọi người sẽ retweet lại cái bài đăng trong kênh liên kết. Rồi, ở trong cái kênh liên kết này mọi người tìm đến bài đăng của nó. Rồi, ở đây chọn like và retweet và quay trở lại bot này. Mọi người sẽ bấm chọn regist này. Rồi sau đó xác minh hình ảnh nhé, mọi người phóng to hình ảnh này ra. OK, và chọn hình ảnh tương ứng này. Tiếp theo là nhập địa chỉ email. Rồi sau đó gửi địa chỉ ví BSC. Rồi tiếp tục nhập profiling Twitter. Rồi sau đó sẽ nhập cái đường link retweet, mọi người quay trở lại Twitter cho mình. Chọn vào ảnh đại diện này, chọn hồ sơ. Sau đó chọn tweet và trả lời. Mọi người sẽ copy cái đường link retweet này nhé. Bấm vào copy ở đây này. Rồi quay trở lại. Dán vào. Rồi tiếp theo chọn I have và join. Sau đó thì nhập username của Discord. Rồi sau đó chọn I have và join. Chọn thêm một lần nữa. Chọn don này. Ở đây mọi người có chọn main menu này và chọn information thì dự án này nó sẽ thông báo ở trong team sau khi nó kết thúc cái airdrop này nhé. OK mọi người, như vậy mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.